Xin chào các bạn đã quay lại kênh YouTube của Thế Độc. Trên màn hình của mình đang là một cái trình giả lập PUBG Mobile Việt Nam do chính Vinagame vừa mới phát hành. Với clip hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải và cài đặt cái trình giả lập này cũng như là thiết lập các thông số cơ bản trong cái trình giả lập để giúp các bạn có thể là trải nghiệm cái tựa game PUBG Mobile một cách tuyệt vời nhất trên máy tính của các bạn đem lại. Nếu các bạn không có những dòng smartphone cao cấp để thiết lập thông số có hình cao thì mình nghĩ đối với trình giả lập này sẽ giúp bạn có thể là trải nghiệm tựa game PUBG tốt nhất đối với sản phẩm cấu hình laptop hay là PC của các bạn mang lại. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể là cài đặt và sử dụng cái trình giả lập này? Các bạn có thể tham khảo clip sau đây nhé. Để tải và cài đặt phần mềm giả lập tựa game PUBG Mobile do chính Vinagame phát hành thì các bạn có thể là truy cập vào địa chỉ sau đây. Phần địa chỉ này mình sẽ cung cấp dưới phần mô tả video clip các bạn nha. Sau đó các bạn sẽ chọn lên cái mục là tải phiên bản dành cho PC máy tính. Tải cái file này về, dung lượng của file này thì khoảng 9MB thôi. Đây là cái file chúng ta chuẩn bị cài đặt. Các bạn sẽ chọn đúp hai lần vào, chọn Z. Rồi khi nó hiện lên một cái bảng thì các bạn nên lưu ý là các bạn nên tích vào cái mục là As Icon để nó tạo ra một cái icon ở trên màn hình khi mà cài đặt xong để chúng ta dễ dàng mở hơn. Rồi, bắt đầu quá trình cài đặt thì các bạn sẽ bấm Start. Thì các bạn nên lưu ý là đối với phần mềm này nó sẽ không có lựa chọn ổ C làm vị trí lưu trữ mặc định, mà nó sẽ chọn những cái ổ khác giống như là ổ D hay là ổ E. Vì có thể là dung lượng nó lớn nên cái ổ C á, khi cài đặt nhiều quá thì có thể dẫn đến tình trạng nó sẽ nặng, làm máy của mình sẽ chậm hơn. Nên phần mềm này nó sẽ chọn cái vị trí là ổ khác. Thì các bạn nên để mặc định theo cái lựa chọn của cái phần mềm này các bạn nhé. Và đây là giao diện của cái phần mềm giả lập tựa game PUBG Mobile của Vinagame. Thì các bạn đang thấy là bên cạnh phải thì sẽ có những cái phím chức năng giống như là quay màn hình nè, rồi đa cửa sổ nè, phóng to nè, rung nè, hay là key map. Rồi ở trên cái giao diện này thì các bạn sẽ chú ý ở bên góc bên tay phải có dấu ba gạch. Ở trên đây thì cho phép chúng ta có thể là hiển thị FPS, phản hồi hay là cài đặt. Ở trong cái mục cài đặt này nó sẽ có những cái tính năng cơ bản. Các bạn có thể là lựa chọn thiết lập thông số tùy thuộc vào cái cấu hình PC hay là laptop của các bạn. Ở đây hiện tại những cái thông số của mình thì mình lựa chọn nó phù hợp ha. Giống như là màn hình độ phân giải là Full HD nè, hay là cái card đồ họa thì ưu tiên card đồ họa rời. Nếu mà các bạn có những cái card đồ họa rời kèm theo laptop hay là máy tính các bạn ha. Còn những cái thông số cơ bản này thì các bạn có thể là tùy chọn. Ngôn ngữ thì có tiếng Việt, Indo, tiếng nước ngoài hoặc là tiếng Trung. Cái phần việt hóa thì mình nghĩ nó chưa việt hóa hết nên có một số từ nó sẽ bị lỗi. Rồi, chúng ta sẽ thiết lập lại. Các bạn sẽ chọn OK. Rồi đây là cái giao diện chúng ta khi mà cài đặt thành công. Các bạn sẽ chọn lên tựa PUBG để mở lên. Ngoài ra thì các bạn có thể là phóng to nó ra bằng cách là kéo những cái cạnh của nó ra, tùy thuộc vào độ phân giải màn hình của các bạn. Ở bên cái bảng bên tay phải thì nó sẽ hướng dẫn các bạn cách di chuyển, cách chơi cũng như là cách sử dụng các phím tắt cơ bản ở trong cái phiên bản game PUBG Mobile giả lập này các bạn ha. Nó giống như là PC. Các bạn đang thấy là nhấn nút chuột trái là lên vũ khí nè, đây là nó hướng dẫn. Các bạn có thể là chọn cái ngôn ngữ sang tiếng Việt để dễ dàng chúng ta thao tác hơn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đăng nhập bằng tài khoản Facebook hoặc là tạo một cái user ảo gì đó các bạn muốn chơi. Thường thì chúng ta sẽ liên kết với tài khoản Facebook ha. Còn mình thì mình hướng dẫn để mình sẽ tạo một cái tài khoản bình thường. Và đây là giao diện của cái tựa game khi chúng ta log bằng cái trình giả lập. Rồi, đầu tiên thì nó cho phép chúng ta chọn cái độ phân giải. Các bạn thấy là cấu hình cao thì các bạn sẽ chọn cao, nó sẽ gợi ý cho các bạn. Cấu hình thấp hoặc là cấu hình trung bình thì các bạn có thể là chọn vào đây. Ok. Rồi, và đây là cái giao diện chính của phần mềm giả lập này. Nó cũng giống như là cái phiên bản dành cho mobile, có tiếng Việt hết. Đây các bạn đang thấy ha. Đồ họa tùy thuộc vào cấu hình thì các bạn có thể là chọn ở mức cao nhất. Ok, bây giờ mình sẽ vào một cái trận đấu để thử các bạn ha. Thử xem cái chơi trên cái trình giả lập này nó có
khác gì so với PC cũng như là phiên bản dành cho điện thoại hay không. Đó, các bạn muốn thoát ra thì các bạn sẽ bấm Control để nó hiện lên con chuột. Rồi, giờ chúng ta sẽ đi kiếm đồ. Những cái phím chuyển chức năng thì nó cũng như là số 1, số 2. Để mình bắn thử. Đó, mình đã giết được một mạng. Nếu các bạn nào mà đã từng sử dụng cái phiên bản dành cho PC thì mình nghĩ cái này nó giống hoàn toàn bình thường. Như vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng cái phần mềm giả lập từ game Bioburger Mobile cho thị trường Việt Nam của Vinagame phát hành. Nếu mà trong quá trình cài đặt và sử dụng các bạn có gì thắc mắc, có thể liên hệ trực tiếp thông qua tổng đài hỗ trợ thực online của Thế Động 1800 1763 được hỗ trợ thêm. Nếu các bạn có những ý tưởng để sản xuất video, hãy comment dưới clip này. Mình sẽ cố gắng tổng hợp và sản xuất theo những ý tưởng của các bạn. Nếu các bạn thấy video hữu ích, like, subscribe, share, ủng hộ kênh YouTube của Thế Động. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip mèo hay tiếp theo.